Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, nhịp sống muôn màu. Và bây giờ Trường Nguyễn và Lê Lê lại đang có mặt ở tỉnh Quảng Nam. Quý vị có biết là ở trên thế giới này có những cái quán cà phê độc đáo nào như là cái quán cà phê Lò Gạch Cũ này không? Lý do là bởi vì chúng tôi đang đứng ở giữa một cánh đồng và nơi đây tồn tại một cái lò gạch xưa cũ. Và chủ nhân của cái quán cà phê này tôi chưa được gặp, nhưng mà chắc rằng cũng có một cái gu gì đó rất đặc biệt và đã tái tạo, cải tạo cái lò gạch cũ thành một cái nơi để người ta có thể check in, chụp hình và giới trẻ lại được hiểu thêm về thế nào là thị nở, thế nào là chí phèo. Và cái lò gạch cũ quán cà phê nằm ở giữa cái cánh đồng, khung cảnh rất là đẹp. Chúng ta thấy là cái tiềm năng làm kinh tế, tiềm năng sáng tạo của những người Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam nó như thế nào. Và địa chỉ của nó là Vĩnh Nam, tôi nghĩ là chắc là thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, và số điện thoại là như vậy.
Bây giờ là xin mời quý vị khán giả cùng xem góc nhìn của Lê Lê để ghi nhận những cái điểm thú vị ở cái quán cà phê Lò Gạch cũ này quý vị nhé. Ngay vào quán là mình đã thấy một cái biển rất là dân dã, thị nở đang ở một mình. Cô ấy đang ở một mình như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy khám phá. Ở đây là chúng ta có cái sản phẩm được sản xuất ngay tại cái cơ sở này, cái quán này, ví dụ như là gạo tím than này, gạo Duy Vinh này là gạo lứt, bây giờ là thời trang, bây giờ là ăn gạo lứt để mà giữ sức khỏe, và những cái chai rượu gạo đen ô mê tử của Lò Gạch cũ mà giá đây là chỉ có 100.000 một chai thôi. Nhưng mà tôi thấy là cái đóng gói rất là hay. Và đây thì là một chai này là chỉ có 30.000 thôi cho một chai này. Cái này là cái gì ạ em ạ? Gạo rang rồi. Về làm trà. Đây một số sản phẩm nữa đây. Còn đây là cũng là trà gạo nha. Trà gạo này chúng tôi đã gọi, lát nữa mình thưởng thức nó như thế nào. Đây là trà gạo, đây một cái bịch như vậy, 60.000 một gói. Và bây giờ mình sẽ qua khám phá có cái Lò Gạch cũ nó như thế nào, cùng đi nhé. Cái thử cho các bạn cùng xem nha. Chưa, tao lúc cái cây thôi. Đấy. Lúc cái cây thôi, chưa thôi. Xuống cái thử. Chưa luôn hả? Chưa luôn nha. Chết cho mà chị nó đầu quá hết quá rồi. Giờ tôi có nhà đắt lắm. Đó, đây. Xuống cái thử nha. Đây. Đây.
kiều bào của chúng ta ở nước ngoài hiểu được thế nào là làm nông và thế nào cây lúa. Chủ nhân cái quán cà phê Lò Gạch Cũ này đã tạo ra một cây cánh đồng, và những người khách như tôi với lại chị này đây đang xuống cấy thử. Đây tôi hướng dẫn cho các bạn cấy nha. Đây là người ta gọi là mạ, nhưng mà mình phải rửa cho nó sạch đi. Sau đó là mình sẽ dùng, tôi cấy tay trái độc nhất vô nhì đây, và tỉa nó ra một nhóm như thế này. Và cái ngón tay cái á, mình giữ cái này và mình sẽ ấn xuống, ấn xuống nữa, và thấy không, các bạn thấy không, đây mình sẽ thực hiện để các bạn cùng xem nhé. Chỗ nào mà nó bị hụng á thì mình lấy đất mình bỏ xuống một xíu. Đến với lại Quảng Nam lần này thì ông Lê Nuôi, ông anh cũng rủ đi uống cà phê ở quán Lò Gạch Cũ. Rất là thú vị khi trở lại với lại cái cảm giác kỷ niệm khi mình cấy lúa thời xưa, lúc mà năm thập niên 70, cuối năm 70, 76 đó, thì tôi cũng đã có dịp đi kinh tế mới cùng với gia đình. Lúc đó là mình bé lắm, nhưng mà cũng đã được học cái cách cấy lúa nó như thế nào. Hồi nãy Trường Nguyễn cũng đã giới thiệu cho các bạn, nhưng bây giờ thì trở lại đây với một cái cảm giác là vui chơi thôi, nhưng mà cũng rất là thú vị, có thể là gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục khám phá cái Lò Gạch Cũ nó ra sao nhé. Cà phê không cháu? Không có để cái gì đó hả? Lần đầu tiên vào bên trong cái lò gạch mà nó sẽ là như thế này đi. Tất nhiên là nó không phải là nguyên thủy đâu. Ở đây là trên đây nó gần như là có một cái giếng trời. Các bạn thấy âm thanh tiếng nói mình nó khác hẳn đi. Giờ cái luống cái này nè, trên đây người ta chất gặp để người ta nung, quá đẹp. Và đây người ta đã thiết kế một cái cầu thang, nhìn cũng hơi treo leo nhưng mà có được cái tay nắm như thế này. Mình lên luôn khám phá nha. Lê dám lên không? Có. Rồi lên. Vừa lên vừa nắm tay. Lê ơi, lên đây là chúng ta sẽ nhìn xuống một cái cảnh quan cánh đồng mênh mông. Trên đây mà nó là một cái đồi, một cái lều để mà ngắm trăng thì rất là đẹp. Ồ, mình thấy là treo leo. Cháu xuống hả? Xuống chưa? Rồi xuống đi. Đây, có người thường ngoạn này là chỉ dành cho một ít người giới hạn. Chị phải lên đây chị mới ngắm xuống mới đẹp. Đẹp lắm ạ. Đó, treo leo. Nhưng mà thú vị lắm. Cái này là chắc chỉ dành cho người lớn thôi. Trẻ con là những người sợ độ cao, độ cao hay là trẻ con thì không lên đi được. Cái lò này vẫn chưa được cải tạo.
mà tối thì sẽ có đèn ở đây.